Phật thuyết kinh chữa bệnh trĩ. Tôi nghe như vậy. Một thổi nọ, Đức Phật cùng với 500 vị đại tỳ kheo ở trong vườn Trúc Lâm gần Đại Thành Vương Xá. Bây giờ có rất nhiều vị tỳ kheo mắc bệnh trĩ, thân thể gầy gò. Suốt ngày lẫn đêm, họ phải chịu thống khổ đau xiết không ngừng. Khi thấy việc như vậy, tuệ mạng A Nan đến chỗ của Thế Tôn sau đó, Ngài đảnh lễ với trán chạm sát đôi chân của Phật, rồi đứng qua một bên và bạch rằng, Bạch Thế Tôn, hiện đang có rất nhiều tỳ kheo ở thành vương xá mắc bệnh trĩ, thân thể gầy gò, suốt ngày lẫn đêm, họ phải chịu thống khổ đau xiết không ngừng. Bạch Thế Tôn, làm sao mới chữa khỏi các bệnh trĩ đó? Phật bảo Ngài A Nan, Ông hãy nghe kinh chữa bệnh trĩ này đọc tụng thọ trì, ghi nhớ vào lòng và chớ lãng quên, rồi cũng rộng tuyên giảng cho người khác. Thời các bệnh trị đó tất sẽ trị lành. Các bệnh trị như là ung nhọt do phong, ung nhọt do nhiệt, ung nhọt do tâm khởi, hoặc ung nhọt do ba thứ trên hợp lại, ung nhọt do máu, ung nhọt trong bụng, ung nhọt trong lỗ mũi ung nhọt ở răng ung nhọt ở lưỡi ung nhọt ở mắt ung nhọt ở tai ung nhọt ở đầu ung nhọt ở tay chân ung nhọt ở lưng ung nhọt ở hậu môn và ung nhọt phát sinh ở các đốt xương khắp toàn thân nếu ai muốn các ung nhọt phát sinh như thế thảy đều khô ráo rơi rụng diệt trừ và lành hẳn hoàn toàn thời họ đều nên tụng trì thần chú như vậy chú thuyết như vậy đát biệt tha ác lang đế ác làm bề thất ly bệ thất lý thất lý ma yết thất chất tam bà bạc đổ xoa hà này a nan từ đây về hướng bắc có một ngọn núi chúa tuyết lớn ở nơi ấy có một cây sala rất to tên là nang thắng nó có ba thứ hoa thứ nhất hoa hé nở thứ nhì hoa nở rộ thứ ba hoa héo tàn đây cũng như khi lúc các bông hoa kia héo tàn rơi rụng các bệnh trĩ cũng lại như vậy chúng sẽ chẳng còn chảy ra máu hoặc mũ nữa trừ dứt cơn đau đớn và thảy đều khô ráo lại nữa nếu ai thường tụng kinh này, thời sẽ đắc túc mạng thông. Họ có thể nhớ những việc trong bảy đời quá khứ và thành tựu pháp trì chú. Đức Phật lại nói chú rằng, Đát Điệt Tha, chim mễ chim mễ xả chim mễ chim một nể, xả chim nê, xoa hà. Khi Phật thuyết kinh này xong, tuệ mạng A Nan cùng các đại chúng đều rất hoan hỷ và tính thọ phụng hành. Phật thuyết kinh chữa bệnh trị